Vật thể này có thể thuộc về một sứ mệnh mặt trăng của Trung Quốc được phóng vào năm 2014. Cái gì sẽ đâm vào mặt trăng vào ngày 4 tháng 3? Vào đầu tháng 2, nhà thiên văn nghiệp dư Bill Gray cho rằng vật thể giả mạo này có khả năng là một tên lửa SpaceX đã qua sử dụng được phóng vào năm 2015. Và dĩ nhiên nó sẽ đâm một miệng núi lửa mới vào bề mặt mặt trăng. Điều này khiến các nhà khảo cổ học không gian phấn khích. Trong khi những người khác than thở về mối đe dọa ngày càng tăng của rác không gian. Vào ngày 12 tháng 2, sau khi xem qua dữ liệu cũ, Gray đã cung cấp một bản cập nhật. Vật thể này có khả năng không phải là tên lửa SpaceX. Đúng hơn, đó là một sân khấu tên lửa đã phóng sứ mệnh Chang'e 5T1 của Trung Quốc lên mặt trăng vào năm 2014. Vật thể giả mạo ban đầu được phát hiện vào ngày 14 tháng 3 năm 2015 bởi Catalina Sky Survey và được xác định là một tiểu hành tinh gần trái đất. Cuộc khảo sát sử dụng các vệ tinh tại đài quan sát Stewart của Arizona để tìm kiếm trên bầu trời những tảng đá quay quanh hành tinh của chúng ta, một số trong số đó có thể nguy hiểm. Test Survey đặt tên cho đối tượng là WE0913A. Ngay sau đó, Gray xác định vật thể này là tên lửa giai đoạn 2 được sử dụng để phóng vệ tinh của đài quan sát khí hậu không gian sâu của NASA và NOAA lên quỹ đạo. Vì vậy, nó tồn tại trong 7 năm cho đến khi Gray xuất bản bài đăng ban đầu của mình ghi nhận vật thể sắp va vào mặt trăng. Tất nhiên, ý nghĩ về nó là một tên lửa SpaceX đã đảm bảo rằng nó sẽ trở thành tiêu đề trên khắp thế giới. Cho đến khi John Giorgini, một kỹ sư tại phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực của NASA, gửi email cho Gray vào ngày 12 tháng 2, anh ấy mới bắt đầu suy nghĩ lại về vật thể đó có thể là gì. Quỹ đạo của tàu vũ trụ của đài quan sát khí hậu không gian sâu không đi gần mặt trăng, vì vậy sẽ là điều bất thường nếu tên lửa mang nó qua không gian làm như vậy. Gray viết rằng anh ta đã đào bới kho lưu trữ của mình từ năm 2015 để cố gắng chứng minh rằng vật thể chắc chắn là DSCVA. Anh ấy không thể, thay vào đó, ông viết rằng đó có thể là tên lửa đẩy đã qua sử dụng của Trung Quốc được phóng vào ngày 23 tháng 10 năm 2014. Sứ mệnh đó được thiết kế để bay quanh mặt trăng. Nói tóm lại, tên lửa của Trung Quốc phù hợp với dữ liệu hơn rất nhiều. Gray viết theo một nghĩa nào đó, đây vẫn là bằng chứng tình huống. Nhưng tôi sẽ coi đó là bằng chứng khá thuyết phục. Tên lửa đẩy không gây ra mối đe dọa nào đối với vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Nó dự kiến sẽ đâm vào một miệng núi lửa ở phía xa của mặt trăng được gọi là Hexaplanet. Sẽ không có cách nào để xem vụ va chạm thiên thể xảy ra, nhưng trong tương lai, tàu vũ trụ quay quanh mặt trăng có thể có cái nhìn thoáng qua về vụ va chạm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!